Chấp nhận cho ông bà tôi tin phù hộ cho con bị mổ mắt cho nó sáng mắt như là thiên hạ người ta đã thấy đường đi làm thuê làm mướn, chứ con thấy đường là càng ngày nó càng mù, là sau này không biết con vợ đang sao đã mù rồi, đi cho tới nơi tới chốn về tới nơi chốn cho nó sáng mắt thì lại người ta ta thấy đường đi làm mướn làm thuê với người ta cho mù là không có biết làm gì nữa. Đâu Xong đó. Đó. đây bà tôi Đó, bà chị dù đó. mà vợ cả nó với mang nghe để nào tôi cả bắn cả nó thì đem rồi đó như vậy là lâu chứ phải Bọn cứ không có nói cái kinh đằng hả? không ở trên núi không à, đó giờ mới xuống làng thì chúng ta ở trên núi không hả? trên núi không mới nhà nước mới cho nhà đây mới xuống đây mà. Mến chào quý mạnh thường quân và cô chú anh chị khán giả. Lời đầu tiên Đưa cho Lê Thang xin gửi lời chúc đến quý bà cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Hiện tại thì Đưa cho Lê Thang đang có mặt tại nhà anh trai mù cả nhà, anh trai Khương. Thì hôm nay Đưa cho Lê Thang đến đây để đưa anh đi mổ mắt. Mong rằng ngày hôm nay sẽ suôn sẻ trên con đường mình di chuyển ra Nha Trang. Cũng mong rằng anh trai mù sẽ được sáng mắt cả nhà. Trước khi mà ra xe và đi khám mắt thì Đưa cho Lê Thang mời cả nhà mình vào nhà anh mù để mình trò chuyện để hiểu thêm về cái hoàn cảnh của anh mù nha. Rồi chào hai vợ chồng ha. Đây cả nhà, đây là cái ngôi nhà của vợ chồng anh mù sinh sống, anh Khương. Thì cái ngôi nhà này á, là được vợ chồng chia sẻ là vợ chồng là không có nhà, không có đất. Ngôi nhà này là của mẹ vợ, anh trai mù chỉ ở tạm thôi, ở ké thôi. Rồi em chia sẻ cho mình chút xíu thôi. Em tên gì? Em có thể là nói tên cho cô Dạ chú anh chị mình thường quân biết em tên thầy gì. niệm em tên thí niệm À, em là vợ của anh Khương. dạ Là hai vợ chồng là có hai đứa con. dạ có hai đứa Cuộc sống như thế nào? Em có bày tỏ đó chút xíu cảm xúc. Đó. không biết nói Cuộc sống của em như thế nào? Khổ Hàng ngày em làm công việc gì? đi rừng hái bông hồng Đi rừng hái bông hòn. dạ. À, thu nhập một ngày là bao nhiêu tiền? Có khi là năm mấy ngàn ba mấy ngàn cũng có. Rồi cái thời gian mà cái thời điểm chồng của em bị mờ mắt không kiếm ra tiền thì cái cảm xúc của em như thế nào? Được, có đôi lúc mà em có buồn chồng em hoặc là em có chán nản gì cuộc sống vợ con vợ Có chồng lúc không? có buồn chán nản, lúc cũng cãi nhau, mình không có tiền lo cho con ăn. Rồi hôm nay thì anh được Mạnh Thường Quân tài trợ thì anh cũng muốn muốn rằng là giúp đỡ vợ chồng em. Thì khi mà anh đến đây được vợ chồng anh chia sẻ cái hoàn cảnh và anh cũng thấy thương cho anh Khương thì cũng là một cái duyên chạm đến cái trái tim của cô chú anh chị mình đồng quân trong nước và ngoài nước để giúp đỡ cho gia đình mình đi mổ mắt. Nhưng mà anh cũng bật mí cho em biết là cái số tiền của cô chú anh chị mình thường quân gửi về thì rất là nhiều. Đối với vài chục triệu á, thì đó cũng là một cái tài sản của những người nghèo khổ cả nhà. Như 60 triệu thì em cảm thấy số tiền nó có lớn không? Dạ không Thì trước khi mà anh công bố cái số tiền và tên Mạnh Thường Quân thì cho Đôi Chân Lên Thang cũng xin phép cả nhà mình. Cả nhà hôm kia Đôi Chân Lên Thang có nhận của một quý Mạnh Thường Quân là 600 đô. Nhưng mà Đôi Chân Lên Thang có nói chuyện với một cô là tên Sơn. Thì khi mà Đôi Chân Lên nhận 600 đô này thì không biết là chính xác cái tên hay không. Thì nếu mà quý Mạnh Thường Quân gửi 600 đô về có thể là xem được video liên hệ với Đôi Chân Lên Thang để Đôi Chân Lên Thang biết là Đôi Chân Lên Thang giải nhân cái số tiền của cô chú anh chị. Có phải là 600 đô đó gửi tặng cho anh Khương hay không? Thì mong rằng là cô chú anh chị sẽ liên hệ sớm với Đôi Chân Lên Thang để Đôi Chân Lên Thang có thể là khi mà mổ mắt cho anh Khương xong á thì Đôi Chân Lên Thang sẽ công bố cái số tiền bao nhiêu tiền và cũng nhờ Mạnh Thường Quân góp ý rằng
cái số tiền đó mình dùng vào mục đích gì cho anh Khương, để anh Khương tạo cái điều kiện cho vợ chồng sau này, ví dụ như mua bò, mua dơi hoặc là mua xe. Thì anh Khương thì ước mơ có một cái xe, đúng không? Thì anh Khương nói nha, nói anh Khương ước mơ là sao? Ước mơ có mà Đường Vân tặng thì mua chiếc xe để có vợ đi làm cá, làm bướm người ta, rồi cho đi xe nhờ người ta biết cũng khó, ta nói lên nói xuống rồi. Mạnh Thường Quân tặng thì cũng cảm ơn trong nước và ngoài nước, để có để con mua xe để vợ con đi làm, và con sáng mắt thì con cũng đi làm để nuôi con sau này. Rồi em có muốn gửi lời gì đến Mạnh Thường Quân đâu? Đó đây kia cảm... em đừng có ngại, em cứ mạnh dạn lên, không có gì phải ngại hết. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Em nói đi cho Mạnh Thường Quân vui. Em nói là con cảm ơn cô chú chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chồng của con có một số tiền để đi chữa trị mắt, đạt được ước mơ. Em ngại hả? Không biết. Không biết nói. Ngại. Thì để anh Khương thay mặt vợ nói đi. Vợ con không biết nói như thế nào. Vợ con không nói thì cô chú Mạnh Thường Quân cũng thông cảm cho vợ hồi đó ở trên núi mà mất xuống mấy năm rồi, ở trên rẫy không ở núi không. Cô chú Mạnh Thường Quân cũng thông cảm do vợ cũng ít nói tiếng người Kinh đó. Mong cô chú trong nước ngoài ngoài nước cũng thông cảm cho vợ con. Thì có một Mạnh Thường Quân cũng góp ý rằng là nếu mà số tiền mổ mắt cho anh Thương á ít thì còn lại số tiền dư á thì sẽ sửa nhà, sửa cái mái đó cho anh Khương. Thì anh Khương cái ngôi nhà này là ngôi nhà của mẹ vợ. Thì anh Khương nói dột thì dột chỗ nào anh Khương nha? Là Mạnh Thường Quân cho thì cũng bà già cũng hơi có thì ít thì có, hoặc là mua tấp lô che sau này của bà già cho miếng bên này bên trong ở đây nè cho nhà bếp á. Hay là có thì Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì cũng mua tấp lô để che che ở bãi cũng được. Cái này do em vợ đau quá. Hiện tại ngôi nhà này là mình ở bao nhiêu gia đình, bao nhiêu hộ? 7-8 người luôn. 7-8 người, mà nhà anh thấy có 2 phòng thôi. Dạ. Hai vợ chồng thì ngủ phòng nào? Phòng đây. Dạ. Là mưa dột chỗ nào? Dột trong phòng đó luôn. Dột trong chỗ ngủ luôn. Đây nữa. Phòng đây nữa, chỗ đây nữa, nhiều lắm. Thì lúc mà mưa lớn thì dột thì mình làm sao? Thì bây giờ mình lấy giả lau ngào cho hết dột thì mình ngủ. Rồi sống chung với gia đình như vậy thì ăn uống sao, mình ăn chung hay là ăn riêng? Là bà già thì ăn riêng, hai vợ chồng thì ăn riêng, có cái xô nhỏ nhỏ gì nữa để nấu. Thì hai vợ chồng là hai đứa con, còn bà già thì lo cho anh vợ, em vợ. Giờ nghe anh Khương chia sẻ thì mình cảm nhận được là cuộc sống vất vả khó khăn vậy nha. Một mình vợ gồng gánh đi núi hái từng cái bông hồng, cái bông hồng là ở trên núi đó cả nhà. Trái đó là người ta mua về người ta làm thuốc, hoặc là người ta thường thường là mấy người ta xuất cá đó cả nhà. Người ta lấy cái trái đó người ta đập ra người ta quăng xuống nước, là cái cá nó bị nổ con mắt á, nó nổi lên, đúng không anh Cường? Đúng rồi, họ mua họ giờ là họ đi xuất cá về biển, cho nước biển nó cạn cạn á là họ đi bắt cá bắt ốc đũa. Anh chuẩn bị xong xuôi giấy tờ hết chưa, bảo hiểm hết chưa? Hết rồi. Rồi bây giờ mình thắp nhang cho ông bà tổ tiên đi. Rồi mình xin đi. Xin để mình đi mổ mắt cho nó suôn sẻ, có một cái niềm tin để thành công, mổ thành công đôi mắt của mình. Tại vì lúc mà bác sĩ chia sẻ là 50-50 nha cả nhà. Hai vợ chồng anh Khương đang thắp nhang xin ông bà để đi mổ mắt cả nhà. Tái bộ phổi. Tất lệ tình đi, cho con. Không có, đi đi. Vậy. Tên này không? Thấy đường cắm nhang không? Không. Vậy. Xin sao anh Khương, xin sao? Xin cái gì cả? Thắp nhang cho ông bà tổ tiên phù hộ cho con bị mổ mắt cho nó sáng mắt, như là thiên hạ người ta đã thấy đường như làm thuê làm mướn, chứ không thấy đường là càng ngày nó cần mồi, là sau này không biết con vợ đang sao đừng mồi rồi. Đi cho tới nơi tới chốn về, tới nơi chốn cho nó sáng mắt thì lại người ta ta thấy đường đi làm bước làm thế với người ta cho mù là không có biết làm gì nữa. Xong đó. Đây bà tôi.
đâu bây giờ dù đó mà vợ cả nó với mình nghe để nào tôi cả bác nó cả nó đi đâu 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 như vậy là nói chứ cái vợ cứ không nói cái kinh đằng hả không ở trên núi không hồi đó giờ mới xuống làng này đi chứ ở trên núi không hả trên núi không mới nhà nước mới cho nhà đây mới xuống đây mà à. Bây giờ mình ra xe luôn ha. Rồi lấy đồ đạc ra xe. Sáng có nói với mẹ là hôm nay đi mổ mắt không? Có, nói với bà nói chút đi sáng mắt bà cúng dưới đó, bà mua hai nải chuối. Bà cũng cầu xin dưới đó. À mẹ mua hai nải chuối để cúng cầu xin. Cầu xin. Vợ có say xe không? Có. Mà uống thuốc say xe hả? Rồi đi khẩu trang vô. Rồi lên xe. Hai chồng ngồi sau. Đi lỡ, tại tới thôi nè. Cả nhà bây giờ thì sẽ bắt đầu di chuyển đi cả nhà. Cả nhà hãy đồng hành cùng với anh Khương, anh Trai Mù. Cậu mong sao sẽ mổ được mắt, sáng mắt cho anh Trai Mù. Sẽ Mù sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn và cải thiện tốt hơn cho cuộc sống để lo cho vợ con. Nha các em gọi, nha các em. Vợ anh Khương khi nào mà say xe thì nói nha, để dừng xe lại nha. À, giấy tờ này anh bỏ căn cước chứng minh vào trong bị để rất mất. Cái ưu tiên là phá cái gần lạc luôn. Trời đường này mà cho chạy 90 luôn á cả nhà. Đường trong làng mà chạy 90 luôn. Không biết chị Google này chỉ nói làm sao á chứ đường này chạy chưa được 20 nữa. Cả nhà đưa chân lên thang đang di chuyển được nửa đường rồi thì thấy hai vợ chồng đang nằm về sau thì thấy cũng mệt mỏi cả nhà. Vợ anh Khương say sóng hả, say xe hả? Trời nữa, hồi hộp không anh Khương? Hồi hộp mình hôm qua mình hát tặng mình đồng quân rồi, hôm nay mình hát một bài cho tâm trạng nó thoải mái rồi mình lên mình mổ mắt. Anh Khương có bài nào ruột ruột không? Có, bài hát Lỡ Yêu Em Rồi hả? Lỡ Yêu Em Rồi hả? Bài này hát tặng ai đây? Tặng mình Tùng Vân rồi, tặng cho anh luôn. Vậy hả? Vậy mình tặng cho khán giả luôn nha. Ờ. Rồi bài Lỡ Yêu Em Rồi của ca sĩ Khương Mù. Vô anh Khương. Lỡ yêu em rồi nên tim anh mới khổ, khi biết tim em mai sẽ bước theo chồng, theo người đàn ông sẽ cho em hạnh phúc. Còn lỡ bên anh em sẽ gặp buồn đau, lỡ yêu thôi đành cầu mong em ấm. Dù biết con tim anh trăm ngàn cay đắng, giọt nước mắt rơi nào phải anh khóc đâu, mà bởi con tim tự nhiên nói nhỏ lẻ. Vui bên riêng mới, chắc em không còn nhớ đến người cũ phải không? Vui bên riêng mới, chắc em quên rồi những tháng năm ta gần nhau. Em ơi có biết, anh đang rất buồn tiếc nuối tình yêu xưa. Nhưng tôi sợ hết, để cho em mãi hạnh phúc bên người. Dữ ta, hát giống đàn anh không á hả? Vợ anh Khương thấy anh Khương chồng mình hát sao vợ anh Khương? Hay không? Anh Khương có hay hát karaoke không anh Khương? Thấy chữ đâu hát karaoke. Hả? Đâu thấy chữ đâu hát karaoke. À quên, sorry. Làm bài nữa hay làm bài nữa cho nó không khí nó... Làm bài ta bên nhau như cái thủa ban đầu. Rồi vô luôn anh Khương. Ta bên nhau nhớ cái thủa ban đầu, hai đứa gặp giữa chiều mưa ngâu. Em về đâu anh cho quá răng nè, lên xe anh chở cho đỡ mỏi chân.
Nhưng anh ơi, nhà em xa lắm, ở bên kia đồi anh chở có nổi hồng. Chỉ cần em lên xe ngồi rồi khi cáo máy anh đạp cũng qua. Hay là anh nói cho xuồng lỡ đừng mà phăng em xuống đứng bơ vơ một mình. Thất tình anh muốn làm quen, thôi thì nên đưa để em chơi vui lòng. Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó anh còn muốn qua. Không thưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh thương. Không thưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh yêu. Hay quá, vỗ tay cho chàng, vỗ tay đi. Đoàn chúng tôi không xin tiền xin bạc, chỉ xin một làn vỗ tay nho nhỏ. Hồi đó hai chồng quen nhau gặp trong cái tình huống nào anh Khương? Đâu có gặp nữa, đi làm cái ca lâm trường á, làm mướn, đi làm trồng cây á, làm núi á. Ai cua ai? Khương cua bà xã hay là bà xã cua anh Khương? mình khu bà xã chứ. Cua bao nhiêu lâu mới đổ á? Còn tháng à? Tháng rồi, trời ơi, dễ dãi chứ vậy hả? Rồi bao nhiêu lâu mới cưới? Tháng sau cưới luôn à, nhanh mà. Quen tháng cưới luôn? Tháng cưới luôn à. Trời ơi, quen tháng là lụm luôn hả? Lụm luôn. Lụm luôn. Có cưới hỏi gì không hay là còn, như thế nào? Còn cưới hỏi làm ai đất á, làm nấu dưới đất á, nói là không phải đắm lên trên bàn đâu, ngày dưới đất trải chiếu đồ á. À, ý là mình nhà mình khổ không có tiền á ha, mình làm hai bên gia đình thôi ha. À, bên gia đình thôi, băm mâm cơm mấy con cá khô nữa xong à. Làm mâm cơm với mấy con cá khô? Ba mâm cơm để mấy con cá khô nữa. Chứ không có gà vịt gì á? Hay có gà thì con, hai con không có thì khỏi luôn. Có heo có gì không? Không không, được tiền đâu mua heo. Trời, đám cưới mà đãi cá khô hả? Cá khô. Uống rượu hả, uống bia? Uống rượu cho tiền đâu mua bia nữa. À, thời điểm đó chắc gia đình cũng khổ quá ha. Khổ. Rồi có mua nhẫn cưới đồ không? Tiền không có, mua rượu, mua gạo ăn, tao mua nhẫn. Không có nhẫn cưới luôn? Không có. Có mặc áo cô dâu không hay là à, thường như thế nào? À, thường như vậy luôn à. Hả? Nhưng phong tục đồng bào bên phía anh á, đám cưới như thế nào, cần bao nhiêu mình đi á? Muốn đi 50 cũng có, 10.000 hoặc 20 cũng được luôn à. Vậy là vợ anh cưới anh chứ đâu phải là anh cưới vợ anh đâu, đúng không? Đúng rồi. Nói như mình có đòi hỏi gì không? Không, mà khổ giống nhau mà đòi hỏi gì đâu. À, thương nhau thì mình không có đòi hỏi, đúng không? Đúng rồi. Nhiều phong tục của người đồng bào đất này có nhiều cái phong tục cũng lạ lắm cả nhà mình. Hiện tại thì đang ở trên đèo nè cả nhà, đèo Nha Trang, Khánh Hòa. Chắc cũng tầm tiếng đồng hồ nữa là tới, nhưng mà tới thì phải ghé ăn cơm, rồi đợi 1 giờ rồi mới vào, tại vì bệnh viện họ 1 giờ họ mới làm cả nhà. Mình ở trong đó mình đi ra là mất hết một buổi rồi.
đôi chân lang thang đã đưa hai vợ chồng anh Khương đến bệnh viện mắt Sài Gòn Nha Trang. Hôm nay đến đây thì có liên hệ với bác sĩ là mổ mắt cho anh Khương, nhưng mà bác sĩ nói là ra trễ quá, tại vì hôm bữa đến là bác sĩ có hướng dẫn là thứ hai với thứ tư lại thứ sáu là sẽ có bác sĩ mổ. Hôm nay là thứ tư, đi cho lên thang cũng tranh thủ về sớm để chở hai vợ chồng ra đây, nhưng mà ra tới đây thì hết nửa buổi rồi cả nhà, ra tới đây là 12 giờ trưa rồi. Thì bác sĩ cũng nghỉ ngơi nhưng mà đi cho lên thang vẫn tìm hiểu hỏi bác sĩ chia sẻ là nếu mà mổ thì sáng ngày mai là phải có một bác sĩ trực tiếp mổ mắt, là họ khám lại một lần nữa rồi họ chẩn đoán rồi họ mới mổ. Con mắt của anh Khương là 50-50 nha cả nhà, không biết là có mổ sáng hay không thì ngày mai á mới có kết quả, ngày mai có bác sĩ mổ xuống họ khám lại một lần nữa mới có kết quả cả nhà. Thì bác sĩ có hướng dẫn là lên trên đây, đây là cái phòng của bệnh viện, họ cho hai vợ chồng anh Khương ở lại. Thì đôi chân lang thang thì sẽ chạy về để lo công việc cả nhà, lo công việc thì sáng mai đôi chân lang thang lại sắp xếp chạy ra ngồi đây lại sớm để xem như thế nào, xem kết quả như thế nào. Thì đôi chân lang thang cũng có nhờ bác sĩ là hỗ trợ cho hai vợ chồng. Thì ở trên đây thì đồ ăn thức uống thì có đầy đủ hết rồi, đôi chân lang thang cũng lo cái phần đó cho hai vợ chồng rồi. Thì anh Khương là hôm nay là hai chồng ngủ lại đây nha. Ở đây thì có giường nè, không có ai hết rồi, phòng thì cũng rộng rãi cả nhà, có vệ sinh bên trong luôn. Thì bác sĩ ở đây cũng rất là nhiệt tình cả nhà, họ cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình. Thì họ cũng thương cho cái hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Khương, tại vì đôi chân lên thang cũng chia sẻ đó với bác sĩ, nên bác sĩ cũng đồng cảm. Thì cơm với lại nước á, là em đặt canteen rồi, là họ chiều nay họ sẽ mang cơm lên, và sáng á, là sẽ có bác sĩ vào để hướng dẫn anh đi xuống dưới để cho bác sĩ mà trực tiếp mổ mắt cho anh á, là họ khám lại một lần nữa nha. Ở đây thì không đừng có sợ sệt gì hết ha. Có vợ anh Khương này, vợ anh Khương có lo lắng gì không? Ở gia đình ở nhà này, con cái có gọi về sắp xếp được không? Dạ. Được ha. Dạ. Nhà là tối nay ở lại với chồng ha. Dạ. Ở lại với chồng, ví dụ như chồng đi toilet hay gì đó, vệ sinh đó thì dìu dắt anh đi ha. Dạ. Thì ở trong đây thôi chứ không có gì mà sợ hết. Tối thì ngủ thì có máy lạnh cả nha. Ở đây thì có máy lạnh sẵn luôn, rất là sạch sẽ. Anh Khương có điều gì muốn nói không anh Khương? Hồi hộp không? Con hồi hộp chứ. Hên xui, bác sĩ nói hên xui mình 50-50. Một mổ thì sáng không có thì mù luôn. Hiện tại bây giờ là anh cảm nhận cái đôi mắt của anh là mình cảm thấy là thấy mờ mờ như thế nào? Mờ mờ. Như em giơ tay về anh thấy không? Hai ngón tay anh thấy không? Không thấy ngón không? Không thấy hai ngón tay? Không. Là không thấy đường luôn hay sao? Không. Đường mình đi trong làng thì quen đi thì mình đi được, còn ở đây thì không dám đi không? Đây là số mấy? Không thấy. Không thấy hả? Là anh Khương có khả năng là nếu mà mình nói gỡ cả nhà thì có khả năng là mù luôn. Còn hy vọng thì vẫn đỡ cho bác sĩ mổ. Còn hy vọng thì mình vẫn còn đường cứu chữa cả nhà. Tại vì trong con mắt của anh Khương là có một cái cục còi như là một cái cục mũ vậy đó, nó rất là to mà nó trắng bum vậy cả nhà. Sao anh Khương cảm giác sao, ở lại đây có lạ chỗ hay như thế nào không? Không lạ mà ở dưới gần sao nữa, để bác sĩ khám mắt rồi đàng hoàng, giờ chờ bác sĩ nói về mới về chứ. Thì em nói nghe nè, cái trường hợp này là mình bắt buộc phải ở lại. Ờ. Đó. Thì trong cái chuyến hành trình anh em đi ra đây thì em cũng đã chia sẻ với anh rồi. Em thì bận việc, rất là nhiều việc. Nên em cũng sắp xếp thời gian để đưa anh ra đây để mổ. Nhưng mà ra đây thì bác sĩ là mổ cho bệnh nhân hết rồi cả nhà, không còn bác sĩ nào để mổ nữa. Và ngày mai là phải thức dậy thật sớm. Bác sĩ hướng dẫn là 7 giờ là bắt đầu là bác sĩ xuống nhận là cái nhận bệnh nhân để mổ hay không cả nhà. Thì bác sĩ sẽ khám một lần nữa. Rồi mổ hay không là ngày mai mới biết được kết quả nha cả nhà. Tối thì mình ở trong đây thôi, đừng đi ra ngoài. Muốn mình cần gì thì
có thể là hỏi mấy chị điều dưỡng đó, chị hướng dẫn chị chỉ cho ha. Rồi. Điện thoại còn pin không? Còn, còn cục á. Còn một cục hả? Hai vợ chồng xài có một cái điện thoại cả nhà. Mà điện thoại của bác đâu, điện thoại đâu đưa con. Rồi anh đọc số anh đi để anh lưu lại. 0914 0914 766 766 870 870. Để em gọi qua nha. Có gì liên hệ với em nha. Nếu bác sĩ cần cái gì á, không biết á thì liên hệ với em, ngày mai sáng em sẽ ra sớm. Đó số em đó, qua đó. Mai đưa cho Liên Thang tranh thủ ra đây sớm. Nhưng mà đi cái tuyến đường thì nó rất là xa cả nhà, đi ra đây là mất hết một buổi rồi. Thì ngày mai có gì là em gọi cho anh, rồi xong cái tình hình như thế nào và bác sĩ cần cái gì thì cứ nói bác sĩ thông cảm là đưa điện thoại cho bác sĩ để em nói chuyện ha, hoặc là kêu bác sĩ nếu mà bác sĩ họ họ thương mình á thì họ sẽ hướng dẫn cho mình nha. Để em luôn lại nè. Được chân nên hay cũng muốn ở lại cả nhà, nhưng mà chiều về còn phải làm công việc edit video rồi nhiều công việc phải làm cả nhà. Nhưng mà ở lại thì đôi chân lên phải ở khách sạn chứ không có ở nhà nghỉ cả nhà, chứ không có ở trong đây được. Tại vì ở đây là dành riêng cho bệnh nhân thôi. Ở đây thì em cũng em sạch sẽ, phải nói là bệnh viện đây là rất là sạch sẽ cả nhà. Nhưng mà mấy cô điều dưỡng cũng rất là nhiệt tình, họ cũng hỗ trợ, họ hướng dẫn cho mình chi tiết thủ tục như thế nào, rồi bác sĩ gặp bác sĩ như thế nào đó cả nhà, họ cũng rất là nhiệt tình. Thôi yên tâm ha, có tắm rửa thì vào toilet tắm ha, có đem đồ theo ho. Sáng là đôi chân lên thang cũng bồn chồn trong 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 lòng rồi cả nhà, nên dặn anh Khương là đem là vợ một bộ, anh Khương một bộ quần áo để lên đây ví dụ có trục trặc thì mình ở lại luôn. Sao vậy, sao buồn buồn vậy? Đâu có buồn đâu, ở lại cho vất vả lên sao mình mới về chứ chưa khám mà. Ở lại có một đêm mà mình bệnh mình chịu chứ dần sao. Thôi ráng đi, rồi mai mổ mắt rồi cho sáng mắt, rồi em mua cho anh cái điện thoại cho anh xài. Mua điện thoại cảm ứng nha, để có coi phim rồi đỡ buồn. Rồi. Mua cái 2-3 triệu, 3 triệu gì đó. Thích không? Thích chứ, mà để sáng mắt anh, để mổ sáng mắt em có coi được chưa? Thì đưa cho vợ xài, hai vợ chồng coi nghe nhạc rồi vậy đó. Rồi. Vợ anh Khương có điện thoại hả? Có mượn con ta, tầm ấn mượn con ta để điện về cho chị em nữa. À. Rồi ráng thì cố gắng đi. Rồi mổ mắt sáng rồi lúc đó em sẽ tham khảo với Mạnh Thường Quân rồi mua dê hoặc là mua bò để cho anh có cái vốn sau này, để có cái tương lai cho con cái. Rồi ước mơ là có một cái xe. Rồi. Thì em cũng góp ý với Mạnh Thường Quân để mua cho anh chị một cái xe. Ha. Rồi. Anh Mù là nhỏ tuổi hơn được chân lang thang nha cả nhà. Anh Mù sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 93 mà bà già nói sinh năm 93 mà đi làm giấy sinh năm 94 ha. 93 là nhỏ hơn được chân lang thang. Vợ 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 anh Mù là bao nhiêu tuổi? 98. Nhưng quen miệng cả nhà kêu bằng anh không? Lịch sự. Thôi lại nghỉ ngơi nha, thôi em về nha. Dạ dạ. Giờ mình gió nha. Mai em chạy ra. Dạ. Cũng cầu mong sao mà mai có kết quả tốt. Mắt anh Khương mụ sẽ sáng đi, sáng lên để bắt thấy đường để nuôi vợ nuôi con, đi làm nuôi vợ nuôi con. Cả nhà hãy gửi lời chúc may mắn đến anh Khương mụ nha cả nhà. Chắc có lẽ là đôi chân lên thang sẽ xin phép khép lại video tại đây. Và hiện cả nhà mình tập video hoàn cảnh của anh Khương để xem kết quả như thế nào. Muốn ở lại nhưng mà không ở lại được cả nhà, tại vì có rất là nhiều chuyện đôi chân lên thang không thể là tâm sự trên cái mạng ảnh nhỏ của đôi chân lên thang được.
cả nhà xem video thì cả nhà cũng được chỉ trích đôi chân lang thang. Đôi chân lang thang đi về nhưng mà vẫn gửi gắm cho mấy chị điều dưỡng, cái nhà mấy chị cũng nhiệt tình, anh chị cũng hỗ trợ nhiệt tình, cơm nước thì cũng lo, cái nhà mình ngủ lại có một đêm thôi, ngày mai đôi chân lang thang sẽ ra lại. 200 còn tiền không? Hôm qua đưa tiền còn không? Còn. Còn bao nhiêu? Còn triệu mua đồ áo quần nữa. Hôm qua mới đi mua quần áo này hả? Ờ, để nhà bộ nữa. Ủa, áo này hôm bữa thấy mặc đi mà. Áo kia mặc lộ áo rồi. Mặc lộ áo hả? Ờ. Không thấy đường mặc lộ áo luôn hả? Lộ áo để ở nhà rồi. Mua quần này đó hả? Quần. Mua quần sao mua đôi dép? Trời ơi, đôi dép mà lấy cọng kẽm cột này cả nhà. Dép này mang mấy năm rồi? Không biết nữa. Vợ biết không? Dép này em mua. Vợ mua hay là anh mua? Vợ mua mà mất mang lâu rồi. Nhớ mua lúc nào không? Quên rồi. Quên rồi hả? Dạ. Trời, đi mua cái bộ đồ mà không dám mua đôi dép. Lấy kẽm cột này nè. Đây nè, cách hết rồi. Đi mổ sáng mắt đi rồi em dẫn đi sắm thêm vài bộ nữa, vài đôi dép nữa. Rồi. Sáng mắt là cuộc sống là ổn định, là cải thiện cuộc sống luôn á. Rồi. À, anh Khương là lúc mà sáng mắt rồi là ở một tầm cao mới nha cả nhà. Thì cũng mong rằng anh sẽ có phép màu, có một cái phép màu để bác sĩ mổ thành công chữa trị đôi mắt cho anh sáng. Thì đi chân thang cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và của chú chị khán giả đã luôn đồng hành cùng với đi chân thang, bình luận góp ý cho đôi chân lang thang học hỏi thêm. Mạnh Thường Quân xem được video của chú chị Mạnh Thường Quân gửi cho đôi chân lang thang 600 đô thì đôi chân lang thang xin phép của chú chị Mạnh Thường Quân hãy liên hệ với đôi chân lang thang để đôi chân thang biết rõ tên, để đôi chân lang thang giải ngân số tiền của chú chị Mạnh Thường Quân để biết được là cái số tiền đó có tặng cho hoàn cảnh anh Khương hay không hoặc là không, để cho lương thang biết được, để cho lương thang công bố luôn là trao tiền cho hai vợ chồng anh Phương luôn. Thì Mạnh Thường Quân có góp ý gì, mua bò hay mua dê, có góp ý như thế nào thì có thể là liên hệ với đội trưởng lương thang qua số điện thoại đội trưởng lương thang có để bên góc bên trái cả nhà, 0896 420 742. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.